chào các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử giáo sư Trần Văn Thọ. Giáo sư Trần Văn Thọ là ai? Là giáo sư kinh tế tại trường Đại học Waseda, Tokyo của Nhật Bản. Ông cũng là một nhà nghiên cứu và có nhiều đóng góp về tư duy kinh tế cho Việt Nam. Ông sinh năm 1949 tại Quảng Nam, năm 1967 sang Nhật Bản để du học. Mặc dù đến nay đã sống ở Nhật Bản hơn 40 năm nhưng ông vẫn giữ quốc tịch Việt Nam cho mình. Ông học cho đến khi lấy được bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Hito Tsubashi, Tokyo, ở lại Nhật và ông làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản. Sau đó làm phó giáo sư rồi giáo sư Đại học Oberlin, Tokyo. Từ năm 2000 đến nay, ông làm giáo sư kinh tế Đại học Waseda của Tokyo. Năm 1990, báo chí Nhật Bản đưa tin lần đầu tiên có 3 người nước ngoài được mời làm thành viên chuyên môn trong Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nhật. Ông là một trong 3 người đó, ông ở cương vị này trong gần 10 năm và qua nhiều đời Thủ tướng Nhật. Về đóng góp tư duy kinh tế ở Việt Nam, ông có tham gia cộng tác trong tổ tư vấn cải cách kinh tế hoặc trong ban nghiên cứu chính sách của các thủ tướng Việt Nam như Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Ông là sáng lập viên Trung tâm Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương VAPEC tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông còn là cầu nối giao lưu giữa sinh viên Nhật Bản và Việt Nam và là cây bút quen thuộc trên các tờ báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Tia Sáng. Ngoài các đóng góp về tư duy kinh tế, thời gian gần đây, ông cũng có các đóng góp về lĩnh vực khác của xã hội như giáo dục Việt Nam dựa vào các kinh nghiệm về giáo dục ở Nhật Bản mà ông có được. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 được thành lập theo quyết định 1120/QĐ-TTg. Ông là một trong 15 thành viên của Tổ Kinh tế. Năm 2018, ông được Nhật Hoàng Nhật Bản trao tặng Huân chương Thủy Bảo hạng 4 tia vàng cùng với hình hoa hồng vì những đóng góp cho sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam, thúc đẩy sự hiểu biết về Nhật Bản tại Việt Nam cùng với hai người Việt Nam được trao Huân chương Thủy Bảo hạng 6 tia bạc. Giáo sư Trần Văn Thọ có tặng 2.000 máy thở chở cho Việt Nam. Trả lời phóng viên báo chí Dân Trí tối ngày 30 tháng 3, giáo sư Trần Văn Thọ cho biết ông chỉ nói cùng với giáo sư Trần Ngọc Phúc chuyển giao công nghệ máy chở thở cho Việt Nam chống dịch Covid-19. Giáo sư Trần Văn Thọ hiện là giáo sư kinh tế tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản. Ông cũng là thành viên của Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hiện ông đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Theo giáo sư Trần Văn Thọ, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông đã hướng về quê nhà và có những tư vấn riêng cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông khẳng định, trong tình hình dịch bệnh này, tôi đã đề nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải chuẩn bị đối phó ngay với tình huống dịch bệnh lây lan nhanh, kéo theo hiện tượng gọi là sự sụp đổ của hệ thống y tế. Về thực hiện, ông khuyên chính phủ chuẩn bị sẵn sản xuất một số lượng máy thở cần thiết, bổ sung cho sự thiếu hụt hiện tại và sản xuất một số lượng dự phòng. Theo giáo sư Thọ, Việt Nam trước mắt cần sản xuất 2.000 chiếc máy chở thở, rồi sau đó sẽ tăng lên 10.000 chiếc trong vòng 3 tháng tới. Trên thế giới, nước nào cũng thiếu loại máy này, nên song song với đáp ứng nhu cầu trong nước, có thể phát triển thành ngành công nghiệp xuất khẩu máy y tế, giáo sư Thọ nói tiếp. Ông tường thuật, tôi đã đến gặp anh Trần Ngọc Phúc, cựu du học sinh tại Nhật Bản, người sáng lập công ty Meitran chuyên sản xuất máy chở thở cho người bị bệnh về đường hô hấp. Để bàn về tính khả thi của đề án này, rất may mắn là Meitran vừa phát minh một loại máy chở thở nhỏ, dễ thao tác và giá thành thấp. Mừng là anh Trần Ngọc Phúc đã đồng ý chuyển giao công nghệ này về Việt Nam. Tôi gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 28 tháng 3 và ngày 29 tháng 3. Thủ tướng đã gọi điện thoại sang cho tôi, nói rất tán thành về đề án này và đề nghị giúp triển khai ngay, giáo sư Trần Văn Thọ cho biết. Theo vị giáo sư này, thì chiều ngày 30 tháng 3, trong phiên họp của chính phủ, Thủ tướng đã nói về đề án này và giao cho một phó thủ tướng phụ trách và công ty Meitran sẽ cùng với phía Việt Nam triển khai sản xuất ngay trong tháng tới và tháng 4 năm 2020. Theo giáo sư Thọ, mới đây, một số hãng truyền hình có thông tin không chính xác về việc ông và đồng nghiệp tại Nhật tài trợ máy chở thở này.
Giáo sư Trần Văn Thọ sinh ra tại Quảng Nam, hiện sống và làm việc tại Nhật Bản. Giáo sư Trần Văn Phúc sinh ra tại Thừa Thiên Huế, hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.